Được Vâng, chưa? đã được rồi ạ. Cảm ơn giáo sư. Rồi, thế chờ thì em gửi cho anh cái đường link. Em vào anh vào đấy là kết nối vào luôn. Nhưng mà nếu anh Hưng anh Bây giờ quý vị có thấy cái screen của tôi không? Có thấy cái screen mà để chữ Hy Lạp căn bản một thấy không ạ? Dạ thấy rồi ạ. Nào rồi. Dạ có thấy ạ. Em quay cả luôn ạ. Em vào phát thì được ngay. Rồi mọi người, các trung tâm vào hết chưa? Khi nào vào rồi hết rồi thì mình sẽ bắt đầu nhé. 4 ngày này sẽ rất là căng đó. Em chỉ thấy thiếu Sài Gòn liên hệ phái, không biết là có ai học mà em không nắm được thông tin, tức là không biết là có ai học bắt buộc phải học tiếng Hy Lạp không. Dạ. Dạ. Thôi chắc để cho họ một vài phút đi ha. Dạ không. Thông thường thì thông thường các lớp cứ hay bắt đầu vào 8:15 giờ Việt Nam. Ồ vậy hả? Hay bị giờ cao su. Tôi thì đúng 8 giờ là bắt đầu đó. Vâng. Không, bọn em sẽ lên đúng 8 giờ. Dạ, bọn em sẽ lên đúng 8 giờ nhưng mà em thấy bác tích Sài Gòn là đông đủ rồi đấy mọi người. À thế à, rồi. Dạ. Như vậy thì mọi người lên hết rồi ha. Thiếu Sài Gòn liên hệ phái. À ok, rồi như vậy thì mình chờ tới 8:15. Dạ vâng. Trong khi chờ đợi thì tôi cũng chào mừng quý vị tới với cái lớp Hy Lạp đầu tiên. Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tôi dạy. Tôi nghĩ rằng chắc là cũng sẽ cần phải học hỏi nhiều. Quý vị có bao giờ mà đi ăn tiệc mà người ta cho ăn thiệt là nhiều một lần chưa? Buffet. Yeah, cái này cũng giống vậy đó, này là buffet đó, nhưng mà có điều là bắt buộc. Bây giờ có 4 ký thịt bò mà mình phải ăn liền trong vòng 4 ngày hay là 4 tiếng đồng hồ đó. Vâng. Thôi quý vị mà ăn không hết đó thì phải phơi khô đem về rồi nấu lại. Tức là sau này thì khi mà xong rồi thì tôi sẽ có những cái, quý vị nếu mà mấy anh em có thể liên lạc với tôi đó thì tôi sẽ gửi cho những cái mạng để mà quý vị có thể vào trong đó và xem. Đồng thời thì tôi cũng sẽ được đó thì tôi sẽ cố gắng để mà làm những cái video, từng cái video ngắn á, để mà rồi để lên. Như vậy thì sau này nếu mà mình học trở lại đó thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Tiếng Hy Lạp thì nó cũng giống như là một cái ngôn ngữ mà chúng ta học vậy đó. Nếu mà mình tập thường xuyên đó thì mình sẽ biết, mà mình không tập thường xuyên thì mình sẽ quên. Rồi bây giờ là chúng ta có tất cả là 4 trung tâm phải không ạ? Tôi cần quý vị gửi cái tôi nhận được một số email đó, nhưng mà tôi cần tất cả các thành viên ở trong lớp đó gửi email cho tôi hết để tôi sẽ trả lời và tôi sẽ gửi cho những cái tài liệu để mà học nha. Và đồng thời lý do mà tôi cần email là bởi vì tôi cũng sẽ collect những cái danh sách này, tôi sẽ thâu những danh sách này rồi sẽ nộp lại cho trường BH Carroll. Và trong tương lai thì khi mà nộp bài đó thì tôi cần quý vị phải gửi bài cho tôi, mỗi cá nhân phải gửi bài, tại vì những cái bài tiếng Hy Lạp này thì không có ai khác mà có thể chấm được ngoài tôi chấm thôi. Cho nên quý vị cần phải có một là Viber, hai là email, và cần phải có cái máy chụp hình đó, khi mà làm bài rồi nó chụp cái hình đó rồi gửi cho tôi. Thì ngang đây có ai có câu hỏi gì không ạ? Có năng đề trong vấn đề đó không? Tại vì nếu mà không có liên hệ với tôi được, không gửi bài được đó, không gửi hình ảnh được đó, thì là coi như là không có, mình không có lấy cái lớp này được đó. Dạ. Yeah. Rồi, chắc không có vấn đề ha. À, như vậy tốt. Chắc mình bắt đầu đi nha. Tôi xin phép cầu nguyện rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha, bởi vì mình sẽ không có nhiều thời giờ. Dạ. Dạ. Kính lạy Chúa là Cha nhân từ chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng con có cơ hội để cùng học vị Chúa, cũng như cho chúng con có cơ hội để chúng con học hỏi lời của Chúa.
và qua môn học này chúng con mong rằng Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con tìm hiểu ngôn ngữ về Kinh Thánh, để chúng con có thể học, có thể nắm vững hơn về lời của Chúa, đào sâu hơn về lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Ngài cùng ở cùng những học viên đang học, Ngài cho họ có, cho chúng con có sự minh mẫn, cho chúng con có sự khỏe mạnh ở trong thân thể, và cho chúng con có trí nhớ tốt để chúng con có thể học trong vòng thời gian rất là ngắn. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ. Rồi, tôi rất xin bắt đầu. Khi mà những người khác vô thì tôi nghĩ rằng chắc cũng không có mất mát nhiều. Tôi là mục sư Lê Thành Toàn, thì tôi ở trong Giáo hội Baptist ở bên Mỹ. Tôi thi học ở bên Mỹ này. Tôi ra trường kỹ sư điện. Rồi tôi đi làm khoảng chừng 15 năm, nhưng mà sau đó thì Chúa kêu gọi, thì tôi mới bỏ việc làm và tôi đi vào trường thần học. Thì tôi học ra bằng thạc sĩ về MDiv, thạc sĩ về thần học, và cộng thêm cái phần gọi là ngôn ngữ Kinh Thánh. Tôi học thêm các lớp Hebrew và lớp Hy Lạp. Nhưng mà khi mà tôi học xong rồi thì tiếng Hebrew tôi trả lại cho thầy hết, bởi vì không có dùng. Còn tiếng Hy Lạp thì tôi rất là thích, cho nên tôi tiếp tục để học sâu vào. Nhờ vậy thì tôi cũng coi như là cũng giữ được, cũng quen được tiếp tục học cái tiếng Hy Lạp đó. Tôi mở hội thánh ở tại Plano vào năm 2005. Rồi chúng tôi xây dựng hội thánh Baptist tại đó, ở tại Texas đó. Chúng tôi mở hội thánh tại đó, rồi chúng tôi có cơ sở, cũng có cơ sở, rồi bây giờ thì cũng tiếp tục hầu vì Chúa. Công việc Chúa tại hội thánh thì cũng tốt. Chúng tôi có khoảng chừng 70 người, mà có tới hai hội thánh con ở trong đó, tức là một hội thánh tiếng Anh, hai là một hội thánh tiếng Việt. Bên Mỹ này thì thường có cái vấn đề đó là tiếng Việt và tiếng Anh, hai nhóm khác nhau. Thì tôi cũng lo cho cả hai nhóm. Trong khi đó thì tôi cũng tiếp tục để đi học tiến sĩ. Tôi không biết là một số người học tiến sĩ thì chắc là tốt. Tôi học tiến sĩ bây giờ là được 8 năm rồi, nhưng mà chưa ra trường. Tức là cứ tiếp tục học hoài, bởi vì trường đòi hỏi tôi phải có một cái dự án. Nhưng mà tôi vẫn không có đủ thời giờ để làm dự án, cho nên họ không cho ra. Vì vậy mà tôi cứ tiếp tục đi học seminar hoài. Nhà tôi thì bà nói rằng nếu mà anh mà chịu khó học thì giờ này đã được cũng 2-3 cái bằng tiến sĩ rồi, nhưng mà đều nhưng mà đều không có làm cái dự án, thành ra trường không cho bằng. Tuy nhiên thì có thể năm tới này thì tôi sẽ bỏ thời giờ để làm cái dự án cho nó xong. Mục sư Đào có nhờ tôi để dạy lớp căn bản về Hy Lạp. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về một vài cái công việc cần thiết. Thứ nhất là cái tôi cần, như hồi nãy tôi có nói đó, là tất cả các học viên cần phải có thể chụp hình cái bài học của mình. Nếu mà quý vị ít nhất nên có cái điện thoại thông minh, cái điện thoại thông minh để mà quý vị có thể chụp hình và gửi email. Tôi thì tôi dùng Viber, WhatsApp, và cái mà tôi dùng mà để chụp hình đó thì là cái Cam Scanner, thì cái app đó rất là tốt để mà chụp hình và gửi bài. Bởi vì quý vị phải viết, như cái này thì không có đánh máy, tiếng Hy Lạp mình học á, thành ra mình phải viết rồi mình phải đọc. Thì khi mình đọc bài tập thì quý vị cần phải chụp hình rồi xong rồi gửi qua Viber hoặc là WhatsApp hoặc là email. Rồi bây giờ mình nói tới hệ thống chấm điểm nha. Đây là một lớp theo tiêu chuẩn của seminary ở bên Mỹ này, cho nên tôi sẽ đi đúng theo cái coi như là đúng theo cái yêu cầu đó. Cho nên quý vị học thì đáng cố gắng nha. Lớp này quý vị có thể rớt được. Tức là có khả năng rớt nếu mà không theo kịp. Thì cái hệ thống chấm điểm á, thì dĩ nhiên 100 điểm là cao nhất, nhưng mà điểm A đó tức là từ 90 trở lên, B á, là từ 80 tới 89, C á, là từ 70 tới 79, và D á,
là từ 60 tới 69. Nhưng mà nếu mà học lớp này mà quý vị mà dưới cái con B á, là coi như là khó mà có thể tiến được. Bởi vì mình phải nắm vững thì mình mới tiếp tục được. Tôi có gửi email trước nhờ các trưởng nhóm á, là quý vị gửi cho tôi cái email thông tin thì tôi cho 2 điểm bonus. Rồi còn cái phần mà học khi mình học với nhau đó sẽ có cái phần tham gia và hỏi bài đó, tức là có những câu hỏi đó, thì cái phần mà tham gia và hỏi bài đó thì quý vị được 3 điểm nếu mà có cái sự tham gia nhiều. Rồi sẽ có 10 bài mà quý vị sẽ nộp trong vòng 4 ngày. Và mỗi bài đó thì khoảng từ 5 cho tới 10 điểm. Và cái bài thi cuối khóa đó thì nó sẽ là 25 điểm. Nhưng mà bài thi cuối khóa đó thì quý vị sẽ có cái thời giờ để mà làm, tức là tôi sẽ cho cái bài thi đó và quý vị về làm trong vòng 1 tháng gửi trở lại cho tôi. Nhưng mà sau 1 tháng thì sẽ không được nhận nữa. Thì quý vị có 1 tháng để mà làm cái bài thi cuối cùng và gửi trở vào cho tôi. Dạ, ngang đây thì quý vị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, không có ha. Không có, mình đi tiếp nha. Bây giờ vấn đề chính là tại sao mình học tiếng Hy Lạp. Thì thứ nhất là tiếng Hy Lạp là cái tiếng mà trong thời bây giờ đó, ông Alexander Đại Đế đó, khi mà ông thống nhất một phần của thế giới đó, thì ông đưa cái ngôn ngữ Hy Lạp ra. Cho nên cái tiếng Hy Lạp, cái đạo của, hay là cái culture, cái phong tục của người Hy Lạp đó, họ phổ biến ra cho gần như là rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Cho nên cái tiếng Hy Lạp là cái tiếng rất là thông dụng. Chúa Trời đã chuẩn bị để mà có một cái chương trình rao giảng. Cho nên qua cái việc mà ông Alexander Đại Đế đó mà ông thống nhất thế giới rồi đó, thì ông có cái tiếng Hy Lạp đó và dùng cái tiếng Hy Lạp đó cho mọi người, giống như ngày hôm nay mà chúng ta dùng tiếng Anh ở trên thế giới này vậy đó. Nhưng mà tiếng Hy Lạp đặc biệt một điều đó là nó có cái hay của nó là tiếng Hy Lạp không những mình đọc cái chữ đó, nhưng mà cái chữ đó nó còn cho mình biết cái cảm xúc nữa. Tôi thí dụ thế này. Người tiếng Việt của mình á, thí dụ như mình nói chứ tôi đi chơi, thì cái câu hay là cái chữ mà cái câu mà tôi đi chơi đó, thì quý vị có ai sắp câu đó mà nói một cách khác giùm tôi được không ạ? Nhờ mọi người thử. Bây giờ cái câu tôi nói là tôi đi chơi, bây giờ quý vị sắp câu đó lại được không? Không, không được phải không? Nếu mình nói chơi đi tôi được không ạ? Chơi tôi đi thì người ta cũng thỉnh thoảng nói nhá. Chơi tôi đi thì nó là ngược luôn. Chơi tôi đi là hiểu rồi. Vâng. Đây là một cái đặc biệt của tiếng Hy Lạp nha. Tôi nói là tôi đi chơi, nhưng mà tôi có thể viết là đi chơi tôi. À, tức là cái tiếng Hy Lạp nó có thể cái cách sắp câu đó, đôi lúc nó nhấn mạnh, tức là nó nhấn mạnh cái gì quan trọng có khi để trước, rồi xong rồi viết những cái chữ khác ở phía sau. Nhưng mà bởi vì cái tiếng Hy Lạp nó có những cái biến cách, gọi là biến cách đó, thì khi mà mình đọc cái chữ đó, mình biết cái chữ đó vẫn là cái nó vẫn nằm ở cái địa vị của nó. Thí dụ như tôi đi chơi, tức là tôi đi chơi. Nhưng mà nếu mà trong tiếng Hy Lạp đó, tôi có thể viết rằng đi chơi tôi. Và khi mà người đọc đó, đọc cái chữ tôi đó, thì cái chữ tôi đó, cái cách viết của họ cho mình biết rõ ràng rằng cái chữ tôi đó là quan trọng. À, hay lại là chủ từ chứ, xin lỗi, cái chữ tôi đó vẫn là chủ từ. Nhưng mà có thể họ viết cái chữ đi chơi tôi, thì cái ý chính là nói về vấn đề đi chơi. À, thành ra cái tiếng Hy Lạp đó, cái phức tạp của nó đó là cái vấn đề, cái văn phạm của nó đó, cái câu cú của nó đó là rất là khó. Vì thế có những cái sách gọi là interlinear, tức là những cái bản gọi là song ngữ mà tiếng Hy Lạp và tiếng Anh hay là
bây giờ thì mình chưa có tiếng Việt, nhưng mà hy vọng sau này mình có thể sẽ có. Nhưng mà cái bản tiếng Hy Lạp và dịch qua tiếng Anh đó, mà khi cái người Mỹ họ đọc họ không hiểu được, bởi vì cái câu cú của nó hoàn toàn nó khác nhau. Không phải là bởi vì văn phạm nó khác, mà bởi vì nó sắp lung tung hết. Nó muốn sắp xào nó sắp. Bây giờ rồi bây giờ thêm một chút xíu này ha. Về lịch sử đó, thì 300 năm BC, tức là 300 năm trước Chúa đó, thì tiếng Hy Lạp được phổ biến bởi vì Alexander the Great. Rồi xong rồi tới khoảng 200 năm trước Chúa đó, tức là 100 năm sau đó đó, thì họ bắt đầu họ bỏ thêm dấu, họ bỏ dấu để nhấn chữ, giống như tiếng Việt mình vậy đó. Trước đó thì họ không có bỏ dấu, nhưng mà sau này thì họ bỏ dấu. Thì cái tiếng gọi là Koine Greek. Koine có nghĩa là thông dụng, hay là thông thường, common. Tức là cái tiếng phổ thông đó, Koine Greek là cái tiếng mà người ta dùng để đi chợ hay là đi mua đồ, tiếng mà của dân gian bình thường, nó kêu là Koine Greek. Thì đó là cái tiếng thông dụng. Và chúng ta viết bằng cái ngôn ngữ đó. Thí dụ như là giống như ngày hôm nay mà chúng ta có mà tiếng Hán Việt á, thì là cái kêu là classic. Tiếng Hán Việt là tiếng cổ điển. Rồi cái tiếng thông dụng đó có thể là cái tiếng mà dân gian ngày hôm nay dùng, thì cái đó là Koine, đó là cái tiếng đó đó. Thì Kinh Thánh dùng cái Koine Greek. Đức Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài dùng ba thứ tiếng. Thứ tiếng thứ nhất là tiếng Aramaic, tức là cái tiếng mà cổ điển của người Hebrew. Rồi xong rồi Ngài cũng dùng cái tiếng Hebrew, tức là cái tiếng dân gian hay là tiếng địa phương của người Do Thái lúc bấy giờ. Và cái ngôn ngữ thứ ba mà dùng là tiếng Hy Lạp. Thì cái tiếng Hy Lạp đó thì thông dụng cho tất cả mọi người, bởi vì những người mà đến từ các quốc gia khác nhau thì họ dùng cái tiếng tiếng Hy Lạp. Họ nếu mà đưa cho hạt thằng hạt về mấy môn tiếp theo. Dạ. Quý vị có câu hỏi gì không ạ? À? Hình như bên Nguyễn Trọng Bình là mở microphone phải không? Thành ra có nghe nói chuyện. Dạ. Rồi. Trở lại về cái ngôn ngữ chút xíu nha. Quý vị có thấy cái chữ dưới này không? Có ai đọc được chữ này không à? Có ai nghĩ mình đọc được chữ này không? Thử đi. Tetelo. Tete gì? Tetelestai. 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 Cái chữ này là chữ L đó, là lambda. Rồi cái chữ mà giống như chữ ơ là chữ S. Okay. Tức là ở trong sách Giăng đoạn 19 câu số 30 đó, thì Đức Chúa Giêsu nói rằng mọi sự đã được trọn đó. Thì nếu mà chúng ta, tại sao mà mình học tiếng Hy Lạp đó là thế này nè. Khi mà mình nghĩ cái chữ Đức Chúa Giêsu nói mọi sự đã được trọn, thì quý vị nghĩ cái Đức Chúa Giêsu muốn nói về cái gì? Bây giờ mình là những người lãnh đạo học Kinh Thánh phải không? Bây giờ ngắn gọn thôi. Khi Đức Chúa Giêsu nói mọi sự đã được trọn, thì Chúa muốn nói, cái chữ mà Chúa nói mọi sự đã được trọn có nghĩa là gì? Có ai thử? Có thể rồi sự cứu rỗi của Chúa Giêsu đã được chọn, nghĩa là Chúa thực hiện trọn vẹn sự cứu rỗi. Dạ, là Chúa đã làm trọn vẹn sự cứu rỗi. Dạ, cảm ơn. Như vậy thì khi mà chúng ta nhìn cái chữ này đó, bởi vì trong tiếng Việt mình đó thì mình nói là mọi sự đã được trọn, phải không? Trong tiếng Anh đó là it is finished. Dạ. Trong tiếng Pháp là fini. Nhưng mà trong cái tiếng Hy Lạp đó thì mọi sự được trọn này nó cũng đúng là cái chữ đó. Nhưng mà cái chữ này đó, thì khi mà mình đọc một cái chỗ khác mà nói rằng lời của Chúa giúp cho một người để được trang bị sẵn sàng để mà hầu việc Chúa đó, thì lại là cũng xài cái chữ telestai. Telestai có nghĩa là để cho cái người đó được trọn vẹn.
Như vậy cái chữ trọn vẹn mà Đức Chúa Giêsu dùng đó, mà nói là tetelestai đó, không phải chỉ là một cái công tác này đã xong rồi, nhưng mà muốn nói đến một cái công trình đó là chuẩn bị xong xuôi để bắt đầu làm việc từ đây. Cho nên khi mà mình thấy cái chữ it is finished, hay là xin lỗi, mình thấy cái chữ mà mọi sự đã được trọn đó, thì mình nghĩ đó là chấm hết, phải không? Nhưng mà cái tetelestai này đó, cái ý nghĩa của nó là chấm chấm chấm, chứ không phải là chấm hết. À, khi mà Đức Chúa Giêsu nói mọi sự trọn, tức là Chúa nói rằng bắt đầu từ ngày nay trở đi, một cái kỷ nguyên mới bắt đầu. À, thành ra khi mà chúng ta học trong cái tiếng Hy Lạp, chúng ta đầu sâu vô đó, thì nó giúp cho chúng ta để mà mình hiểu rõ hơn, rồi mình có thể giúp cho họ thánh để trong cái bài giảng mình nó xúc tích hơn. Nhưng mà ngang đây tôi muốn nói thêm một chút xíu trước khi mình bắt đầu vô cái môn học ha, là quý vị, cái lớp này đó là cái lớp đầu tiên về Hy Lạp, thì nó chỉ là lớp căn bản thôi. Cho nên khi mà mình học xong lớp này đó, mình không có đủ khả năng để mà mình giảng rồi mình nói rằng trong tiếng Hy Lạp nó nói thế này thế kia thế nọ, rồi mình giảng ra cho người ta. Xin đừng làm điều đó nha, bởi vì chúng ta không đủ khả năng để bắt đầu áp dụng cái tiếng Hy Lạp vào trong bài giảng, nên đừng làm điều đó. Cái này là để cho mình học, mình đào sâu hơn thôi, nhưng mà chưa đủ để chúng ta có thể dùng để mà trong bài giảng. Bởi vì các mục sư bên Mỹ cũng vậy, họ cũng đánh trong vấn đề mà nói về dùng cái tiếng Hy Lạp trong bài giảng. Chỉ có mấy ông là professor, thuộc gọi là thứ hạng gọi là hạng cao đó, thì họ mới bắt đầu họ nói tới tiếng Hy Lạp, hoặc là ở trong trường thần học thôi. Còn trong bài giảng thì họ sẽ không dùng những cái đó. Rồi, đó là phần giới thiệu về tiếng Hy Lạp. Không biết có ai có câu hỏi gì không ạ? Xin Sài Gòn Liên Hệ Phái xin hỏi. Dạ. Nãy giáo sư nói là cái ngôn ngữ của tiếng Hy Lạp đó. Dạ. Cái cấu trúc và ngữ pháp của họ nó không có giống như là những cái ngôn ngữ khác, vậy thì nó có đi theo một cái khuôn nào không ạ? Dạ thưa. Chủ từ. Dạ thưa phải. Cái đó tôi sẽ giới thiệu tới. Cái chữ mà tiếng Hy Lạp, cái đặc biệt của nó là mỗi chữ của nó đó là nó tự cho mình biết luôn là cái chữ đó, đó là nó là chủ từ hay là động từ, xin lỗi, nó là chủ từ hay bổ từ, túc từ gì đó. Cái chữ đó, tự động cái chữ nó cho mình biết luôn. Ví dụ như bây giờ trong tiếng Anh đó, tôi nói như vậy để cho mình dễ hiểu. Trong tiếng Anh đó, khi mà mình nói chuyện với một người, mình nói về chuyện với cha mình, với mẹ mình, thì mình gọi người đó là gì ạ? Khi mà mình nói chuyện với một người đó thì mình xưng hô như thế nào? Mình gọi là you, phải không ạ? Rồi bây giờ mình nói chuyện với một người con của mình, người cháu của mình, thì mình xưng hô kêu nó như thế nào? Cũng you luôn. Thành ra cái chữ you á, cái chữ you nó không nói cho mình biết rằng cái đối tượng là ai. Nhưng mà tiếng Việt của mình thì hay. Phải không? Tôi nói chuyện với bà tôi, tôi nói con nói cho ba, thì người ta biết liền là tôi nói chuyện với bà tôi. Câu hỏi hồi nãy đó, trở lại trong cái tôi trả lời đó là trong cái câu hỏi đó thì tôi bị echo, tôi bị có cái tiếng mà nó dội đó. Tiếng của một ai đó chưa tắt micro, cái phòng vọng âm hình cô chỗ cô gì mới vào, cô Xuân Mai hay tôi có tắt micro giữa. Ok, cô Xuân Mai. Đây là iPad xin bỏ đi, iPad xin bỏ đi. Dạ. Thì cái tiếng Hy Lạp đó. Tiếng Hy Lạp đó nó khi mà mình nói ra đó thì cái chữ đó tự động nó cho tự động nó là chủ từ hay là túc từ. Ví dụ như hồi nãy tôi nói đó, tôi đi chơi, thôi cho mình sửa cái chữ đi, mình nói là tôi cầm quyển sách. Thì khi mà mình viết bằng tiếng Hy Lạp, có thể nói là quyển sách tôi cầm, hay là quyển sách cầm tôi. Thì người Hy Lạp họ đọc cái chữ mà quyển sách cầm tôi vẫn có thể hiểu,
Bởi vì cái chữ tôi, cái chữ tôi mở đâu á, cái dạng của nó cũng là cái dạng của người. Cho nên khi mà mình đọc bỏ cái chữ tôi đó ở bất cứ chỗ nào thì cũng biết rằng tôi là cái chủ tư, là cái quyển sách á, là vì là cái tốt từ, hay là vì cái cầm cái quyển sách đó, hay là cái hành động của tôi nó tác động nó tác động đó. Dạ, không biết tôi trả lời cho tôi trả lời. Alo, dạ, xin phải kiểm tra lại, chứ nó không nghe được ạ. Trước ai dùng cái dùng app trên máy của chúng ta và của cô Xuân Mai đấy, cô Xuân Mai đấy. Dạ, bên cô Xuân Mai có thể tắt cái mic, nó dội rất là nhiều cho chúng tôi cũng bị. Giáo sư cái tai mũi audio là được. Giáo sư Toàn phải chuột vào participants rồi mute audio đúng vào hồi nãy bắt nó ghi lắm, ghi lắm. Ok. Có cái iPad của ai nữa. Ờ sao? Alo? Unstable. Bán đi. Thank you.